xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Hôm nay Thúy Nga sẽ đưa quý vị đến tham quan một ngôi nhà của một nam ca sĩ đã từng nổi tiếng trong cái chương trình Làn Sóng Xanh với cái bài hát Vì Sao Thế. Đây là một ca sĩ cũng là một thời là nam thần mà Nga rất là yêu thích anh này. Hiện tại là Thúy Nga đang ở trước nhà của anh ta. Và quý vị hãy cùng Thúy Nga bước vào nhà của anh ấy và coi cuộc sống của anh ấy ở Mỹ như thế nào nha. Hello chị Thúy Nga. Phải không chị? Biết tôi luôn hả? Dạ. Mừng quá à. Xin lỗi, đây có phải là nhà của ca sĩ Phạm Khánh Hưng không? Ủa? Đến nhà idol của tôi. Mình phải làm phong cách của Mỹ như thế nào vô cái thì. Thật ra thì nhà Hưng không có đẹp lắm đâu, nhưng mà tại vì nhà làm việc. Đây, không nhận đi. Nhà thì không có đẹp, nhưng mà được cái ở thành phố Fountain Valley là đỉnh đó nha. Yeah. Thành phố Fountain Valley là giống như là ở quận nhất ở Sài Gòn vậy đó. Yeah, người Việt mình thích ở Garden Row với lại Fountain Valley ha. Yes. Yeah. Đây là cái gian bếp là thiên đường của mẹ. Wow. Đó. Ê, cái bếp đẹp quá Hưng ơi. Cho Nga thắc mắc một điều nè. Bếp mà hay nấu ăn đó là nhìn nó có cái phong cách nấu ăn. Còn cái này, cái bếp này Nga nhìn sạch quá. Nga cảm giác như bếp này là không có làm giống gì luôn á. Giống như bếp để quay phim á. Nó sạch quá kìa, sạch luôn à. Chị biết sao không? Là tại vì mẹ em á là nấu mỗi ngày đó chứ. Em mà năn nỉ mẹ em luôn á, nói mẹ ơi bên Mỹ rồi một tuần nấu một hai ngày thôi, mình ăn luôn cả tuần. Nhưng mà mẹ em thích ăn đồ tươi, nấu mỗi ngày xong rồi hên quá tuần này mẹ đi vacation cho nên là khi mà mẹ đi vacation là cái bếp mới sạch được vậy hả? Yeah. Còn mẹ vừa đi là em bay vô em làm liền, trời ơi mừng muốn chết. Mẹ đi như vậy thì Hưng không nấu ăn được, Hưng ăn cái gì? Ăn chực. Gu tôi đó. Mình nghệ sĩ mình mà nhiều bạn mà. Nhiều bạn đúng lắm. Rồi, với lại có mình một hai người ở nhà làm tiếng nấu lắm thì chạy qua mà. Thật sự hôm nay mà mình làm cái chương trình này mình cũng nói thiệt với quý vị là ở Mỹ này nè, tụi Nga hay có trò là đi qua nhà nhau ăn chực. Mà ăn chực là thú vui nha quý vị. Mà không qua ăn là người ta buồn. Ví dụ như Nga thân với anh Bằng Kiều thì là mẹ anh Bằng Kiều hoặc anh Bằng Kiều sẽ nhắn qua. Hay có phở gà đó. Thực ra bên này nấu ăn thì rất là cực. Nên khi người ta nấu là người ta thích nấu là cho mấy chục người ăn luôn. Nên lần nào nấu ăn cũng rất là vui. Nấu ít cũng khó tại vì bên này chợ bán cái gì nó cũng to nhiều. Nấu cái gì cũng chà bá rồi. Bây giờ mình xong cái vụ bếp rồi. Đây phòng của Hưng. Đơn giản thôi. Wow. Trời ơi. Thiệt á. Bước vô đây tôi đang suy nghĩ hoài luôn á Phạm Khánh Hưng. Không biết anh có đàn ông không? Sao cái phòng sạch quá à? Thường mà đàn ông mà thiệt á là cái phòng vô là nó bề bộn dữ lắm. Hay là hôm nay biết là chương trình có tới đi thăm làm như cũng dọn dẹp dữ lắm nè. Không phải đâu, tại Hưng kỹ. Thì cũng kỹ. Hưng là người sạch sẽ đúng không? Sạch sẽ với lại thích nó gọn gàng á, tại vì cái ý tưởng nó tới á, khi mà cảm xúc nó tới á mà mình quớ đâu cũng thấy rác thì nó bay mất tiêu. Ví dụ như đang ngủ mà nằm mơ thấy một cái chuyện gì đó mà nó mạnh quá là phải bay vào đạn liền, không kịp chạy vào tới phòng thu cái chỗ đó mới là chỗ làm việc, nhưng mà không kịp chạy tới đó đâu, mình phải chụp lên liền, mình đừng cho cái cảm xúc nó tuôn ra chứ chạy tới đó sợ nó mất tiêu. Cái bài Vì Sau Thế cũng vậy đó, là ở Việt Nam cái đàn nó nằm ngay đây luôn nè. Đó cửa sổ ngay đây. Thế là Hưng nằm xong rồi 3 giờ sáng thức dậy thì lôi ôm cái đàn vô liền trong vòng 3 tiếng đồng hồ là ra được cái bài Vì Sao Thế. Và cái bài mà sống tới bây giờ luôn. Cho nên lúc nào cũng phải không cái đàn gần. Bây giờ là ta đã hiểu được cái chữ Vì Sao Thế là như thế nào. Người hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lâu ta yêu nhau mà không thể bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính em không mang theo lời yêu em đã nói với anh. Đi ngoài đường không phải móc iPhone ra bấm cái record thu lại là những cái giai điệu mà tự nhiên nó thoáng qua trong đầu mình, hoặc là nói lên những cái câu chuyện là anh em đó. Hay quá, hay quá. Ok, hồi nãy là thiên đường của mẹ rồi đúng không? Bây giờ đây thiên đường của Hưng. Đây. Wow. Đây mới là phòng làm việc. Trời ơi. Phòng thật đẹp quá Hưng ơi. Cái này là Hưng vừa mới khai trương. Wow, hay quá quý vị ơi. Hôm nay mọi người tập nhạc. Chào cả nhà. Trời ơi, thương quá à. Ủa, phòng này là mình có thể hát ca live stream ở đây luôn. Live stream ở đây.
Hay quá. Để làm cái ý tưởng là lập lên cái phòng này là để làm kênh YouTube cho anh em nghệ sĩ mình có thể hát. Quay ở đây làm kênh YouTube, làm cho mọi người là một cái channel riêng. Xong rồi cái nghĩ trên YouTube thì lại liên quan đến phòng thu, cho nên là thôi mở luôn phòng thu. Quay lại cái nghề mà trước khi đi hát cách đây 15 năm Hương đã làm. Không, mà Nga thích nha. Bên đây không có giống như Việt Nam là mình có thể gặp nhau mỗi ngày, ai cũng lo đi làm. Cuối tuần gặp nhau thì mình phải có cái chỗ mình chơi uống rượu rồi hát đó. Nga biết sau này mà nhà Hưng làm này thì đảm bảo là nhà lúc nào cũng nhộn nhịp người. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đông á. Cho nên nãy có nói là nhà này để ở nhưng mà làm việc là chủ yếu. Ừ. Rồi, cái này nữa khoe luôn. Đây. Cái đó cái gì? Phải tự chính tay đóng mới chịu. Ủa, cái gì diffuser. Vậy? Sau khi mình cách âm á, cái này diffuser nó gọi là tiêu âm thì là cho mình nói chuyện ra nó sẽ hút vô luôn, nó không bị echo dội lại. Để khi mà mix mình mix nó không có bị feedback. Trong kia cũng vậy. Trong kia cũng đúng. Nãy giờ đi hết một vòng mà nhà của Phạm Khánh Hưng thì Nga thấy là cái con người của Phạm Khánh Hưng vẫn rất là yêu nghệ thuật và vẫn có một cái đam mê, vẫn nhen nhóm cho mình một cái khát khao nuôi dưỡng cái nghệ thuật của mình. Và Nga cũng có một cái thắc mắc. Vì sao thế? Vì sao Hưng đã đi qua Mỹ? Có thể tâm sự được điều này không? À, vì sao thế hả? Vậy thì đi đây, mình tâm sự nói cho nghe nha. Đây. Chuyện dài lắm. Ồ, okay. Dài lắm hả? Giống như là phim dài nhiều tập đó. Đúng không? Rồi, bây giờ mình pha ly trà ăn cái bánh bao. Yes. Mời chị. Wow. Mời chị. Nước ép nho. Ủa chứ không phải rượu à? Nhưng mà người ta lỡ lên men. Rất là hay đó. Thì lại tại nãy chị hỏi muốn tâm sự ấy, thì em nghĩ tâm sự thì cần phải có nhớ Việt Nam, đi vũ trường chỉ có rượu với trái cây đó. Chứng tỏ là ngày xưa ở Việt Nam cũng đi vũ trường dữ lắm không? Thanh niên mà. Ủa mà sao bên Việt Nam đang vui quá, đang đi vũ trường vui quá tự nhiên, vì sao anh qua Mỹ vậy? Bên này vui hơn hả? Khi mà sống rồi mình thấy là bên nào cũng đáng sống hết. Bên kia thì là nhộn nhịp, cuộc sống nó nhanh. Bên đây thì là ngăn nắp đâu ra đó, ngày đi làm là đi làm, ngày chơi chơi. Bây giờ mà Hưng vẫn còn sống ở Việt Nam với cái mức độ như vậy thì có lẽ là chắc cũng bệnh gan rồi. Bình thường nhộn nhiều lắm. Cứ là cứ cho mình cái lý do tầm bậy là phải có rượu vô với miếng nhạc được á. Ngày nào cũng uống để tìm cảm xúc. Thì cái đâu phải, cảm xúc nó tự tới chứ. Khi mà mình cảm thấy mình đau hay vui thì tự nó tới chứ đâu phải bị rượu. Thật sự ra nghe cảm giác đó, khi mà người đàn ông họ qua nước ngoài họ định cư thì họ ngoan nhiều hơn. Và trưởng thành nhiều hơn đúng không? Sau khi em định cư ở Mỹ từ 2009 tới 2012 là 3 năm rưỡi á. Thì Hưng quay lại Việt Nam làm album Vol 3, trở lại với Billboard á, thì là làm album Vol 3, đem hết vợ con và bán hết cả những cái gì bên đây có đem về hết để mà quyết định là trở lại Việt Nam sống luôn. Thì album Vol 3 nó không thành công. Lúc mà em đi thì nghĩ là 3 năm mấy thì là khán giả của mình vẫn còn đó, thị trường âm nhạc thì nó vẫn như vậy. Mình về thì mình cũng chỉ theo cái dòng chảy thôi. Nhưng mà mình sai lầm là với lại thiếu một chút may mắn là thời điểm đó là thời điểm của Sơn Tùng. Là giới trẻ bây giờ nó chuyển qua nghe nhạc Hàn Quốc hết. Cho nên là những cái tình cảm của Hưng hay là những cái ca sĩ Hưng thời đó trở về trước thì được gọi là lỗi mốt. Mà trước khi anh về anh Thái Thịnh có nhắn tin rồi, Hưng ơi ở đây đi, đừng về, nhạc của tụi mình bên kia qua thời rồi. Cũ rồi, qua thời rồi. Cũ rồi. Trước khi đi hát thì là tụi Hưng làm phòng thâu, là hai anh em làm phòng thâu. Thì cái thời kỳ mà Hưng với anh Khánh làm phòng thâu á là toàn là phòng thâu của Vapaco, phòng thâu của Viết Tân, là phòng thâu tư. Là một trong số ít phòng thâu tư xuất hiện thôi, chứ còn thực ra là của cơ quan nhà nước. Thì đó, cho nên là mình làm rất là nhiều việc, làm được nhiều tiền. Anh em lúc đó cũng mới mười mấy tuổi thôi mà là đã bắt đầu tập thành công đi, sớm đi xe hơi rồi. Cho nên là bắt đầu thấy thanh niên thành đạt. Nghĩ trong đầu mình là thanh niên thành đạt. Có một nhóm group ngồi lại, bây giờ thanh niên thành đạt thì mình phải sống theo thời đại. Chơi cổ phiếu, chẳng có nào biết cổ phiếu là cái gì. Cũng chơi, vô chơi đi đều biết. Cũng giống như đánh bài á, mọi người cứ hỏi ôi cái này chơi sao, vô đây thua. Nhưng mà phải có một người dẫn dắt chứ. Có à. Thì đó, chưa biết gì nhưng mà mình phải kiếm một người. Tại vì mình đâu phải tiền đơn giản là mình có tiền rồi bỏ ra chơi đâu. Cũng phải công ty này nhỏ. Nhưng mà mình là cổ đông. Có nhiều người họp lại là chơi. Thì lúc đầu
thời kỳ mới mở cửa mà chơi cái diễn thắng. Nhà tranh tối tranh sáng chơi cái diễn thắng thắng giòn giả, xong rồi đem tiền đi đầu tư đất. Đầu tư đất nữa. Thì lúc đó bắt đầu sao lãng về cái chuyện phải viết nhạc và đi hát đi. Tại vì kiếm tiền dễ quá mà. Thực ra nghệ sĩ mình kiếm tiền vậy chứ đâu bằng kinh doanh luôn. Kinh doanh vẫn là giàu. Vô thương bất phú. Hồi đó đi hát thì có nhiều cái show ế. Trời mưa rồi đó. Bà. Mình còn lấy tiền mình cho lại cho bầu show nữa thôi. Đúng rồi. Sửa cho con đi chứ thấy tội quá. Thôi không lấy tiền đâu. Thì đó. Xong rồi xong thời gian thì là cỡ 2001 lần ai quanh quanh. Thì từ đó kéo dài tới gần trong 10 năm. Thì 2008 là kinh tế toàn cầu sụp. Ai cũng rớt chứ không phải mình hưng. Thì người ta rớt nhiều mình rớt ít, nhưng mà tại mình rớt hết cái tiền của mình thôi. Cho nên là cảm thấy là mất hết. Nhà cửa cũng không còn, phòng thâu cũng không còn. Họ siết đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó là giống như là bên đây hay nói là sau khi ly dị là chỉ còn cái quần xà lón đó. Thì lúc đó cũng vậy, nó đồ đi hát cũng không có. Cho nên nó phải quay. Mà khủng khiếp vậy trời. Khi mà mình ở trong tâm bão, mình thấy cơn bão nó dễ sợ. Rồi bước qua được rồi thấy bình thường thôi. Đúng. Với lại phải cảm ơn ông trời đi đã sắp xếp cho mình té sớm để còn có thời gian và sức lực mà gây dựng lại hoặc là đứng lên lại, chứ còn 40 mấy 50 rồi mới mất hết thì lúc đó nó lúc đó khó hơn nhiều. Thì đó, khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, thì là hơi đi Mỹ. À, mày hơi con buồn á, rồi đi Mỹ cho chị vui chứ nhỉnh đây nhỉnh đâu cũng thấy người Việt Nam thấy. Nói chung là đất đai nhà cửa mình có mình mất hết. Ok đi Mỹ chơi đi con, chứ lúc mà em buồn mẹ cũng bệnh. Mẹ cứ bệnh hoài. Thì em đi Mỹ thì qua đây vô tình đó, trên Facebook nói đang ở Mỹ. Thì vợ là mẹ của con gái em á. Là xong mới nói anh đang ở Mỹ hả? Xong rồi bắt đầu chat mới biết là hoàn cảnh của em vậy. Tại lúc đó cũng đâu có. Nhưng mà cô đó là một friend hay là bạn cũ? Người yêu cũ. Wow, người yêu cũ luôn. Người yêu cũ. Mà đến bây giờ em nghĩ là suốt cuộc đời em phải nhớ ơn là thôi, bây giờ hoàn cảnh như vậy rồi, mẹ bệnh như vậy rồi, ở bên Việt Nam còn biết là anh sẽ lo cho mẹ như nào. Thôi bây giờ vậy, cưới em, lại với em, đón bố mẹ qua đây, làm lại cuộc đời, đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa. Thì đúng xong rồi một cái mở mà nói là nếu sau này mà xong hết việc của anh rồi mà anh vẫn không thể yêu lại em như lúc trước thì mình chia tay. Trời quá tuyệt vời. Thì đó, thì sau khi em thấy cũng nên như vậy rồi em quyết định ở, thì bắt đầu yêu nhau lại mới quyết định có con. Em đặt tên là Randy, tại vì nó sinh ở Seattle mưa suốt ngày, mưa suốt ngày. Đặt tên Randy Phạm. Tên tiếng Việt là Phạm Phương Phương, thì bé giống bố giả mang là y khuôn đúng không? Giống như cho em luôn. Bây giờ 8 tuổi rồi, hơn 8 tuổi rồi. Đúng rồi, nhìn hơn là biết con gái hơn đẹp. Hai bố con lâu ngày không gặp á, gặp lại thì Randy mới hỏi là bố hơn bạn con hay chọc con tên Randy. Nói sao chọc? Nói thì nó nói là mưa không có rút sinh thì mới rút. Cái này nhưng mà bố thích thì thôi con cũng thích. Trời ơi, rụng tim chứ bà. Thính ngon nít là thính ngon. Nhưng mà bây giờ hiện tại là bé ở với mẹ. Bé ở với mẹ. Nhưng mà nếu mà cha con ở cách xa nhau gì thì bao nhiêu lâu em mới được gặp bé lại mùa hè? Thế bây giờ là khi mà em có show ở bên Louisiana, tại vì bên đó người Việt cũng nhiều. Có show thì một năm cũng 2-3 show bên đó. Xong rồi bé về đây thăm bà ngoại vào mùa hè. Đó, cũng được 4 năm. Nhưng mà FaceTime thường xuyên. Phải FaceTime để cho bé nói tiếng Việt. Nghe cái câu chuyện của Hưng, nghe thấy cái cuộc đời của Hưng nó cũng trôi nổi ha. Nó cũng khủng khiếp lắm mà nó khiếp, cũng có đời nhiều cái khủng khiếp nhiều lắm, không phải chỉ phá sản một lần đó đâu. Qua Mỹ để dành tiền phá sản thêm mấy lần nữa. Hả? Không, chơi phải, hả? Không phải casino. Casino. Nhưng mà mình không phải chơi mà mình làm cái. Đúng hả? Là lúc đó. Ôi sao mà động trời vậy? Là qua đây làm xong rồi để dành tiền. Lúc đó nghệ sĩ mình diễn sướng lắm, cái thời điểm đó là 6-7 ba ngày một tuần nhiều. Xong rồi bán đĩa thì như tâm tươi. Đúng rồi. Đi Úc, đi Pháp, rồi đi châu Âu là bán tiền châu Âu cả đó. Bên kia gãy chứ qua đây là vẫn sống tiếp. Ngon lành. Nghệ sĩ thiệt tổ cho con đường đi cuộc sống cho đến thanh thang. Cho đến trước khi nghỉ nó rất là dễ chịu. Không giàu lắm đâu nhưng mà không bao giờ đói. Em để dành được một mớ tiền.
thì bắt đầu cũng có một số thanh niên thành đạt ngồi nói chuyện với nhau. Lại bắt đầu bày mưu lập kế nữa hả? Mang tiền về Campuchia đầu tư làm cái, tại vì đó là hợp pháp, giống điều lệ là kêu 1 triệu làm thì trời ơi cái đánh bài trúng rồi. Đánh bài mà làm gì mà có cái đu con. Đánh bài là cái phải thắng chứ. 1 tháng bay hết 1 triệu. Trời ơi, ý những cái phút giây như vậy sao trời. Trước đó mình đã mất nhiều hơn, bây giờ mất bình thường. Cũng bình thường nữa. Bây giờ nhìn bão nó bình thường rồi, giống như chị té nó lúc mà mới rách vết thương thì nó đau chứ nó thành thẹo rồi đau gì nữa, nhưng mà nhìn vô đấy, à đã từng té né đi. Vậy đó. Thì đâu có né được đâu, té tiếp. Cái lúc mà thua Campuchia xong á thì bắt đầu tình cảm bên này cũng bắt đầu đụng đục. Xong rồi ok quyết định thôi, nếu mà không hợp nữa thì đừng có gây chứ cọ chứ mà con. Tách nhau ra vẫn quan tâm nhau như thật sự á, mọi cái rạn nứt trong hạnh phúc vợ chồng nó cũng bắt đầu từ tiền đó. Mà chắc là mẹ vợ cũ em nói đúng á. Phải để vợ em đi làm thì nó đỡ stress hơn. Đúng rồi. Nhà thì nó bị giống như là không có gì làm á, suy nghĩ nhiều. Tâm bị suy nghĩ lung tung nhiều. Thì đó xong ok say bye, ai cũng vui vẻ. Tụi em dắt nhau ra tòa ly dị một cách rất vui vẻ, đến nỗi cái ông tòa hỏi làm giả hả? Ly dị giả hả? Để ăn tiền chính phủ. Nói cái gì vậy trời ơi? Tôi có con thiệt mà. Rồi, tôi nói nếu mà giả em xong mà ly dị xong mà em bay tiếp ăn khác được. Là ly dị xong là em bay liền. Rồi nó bay qua Việt Chi nhà. Là về Việt Chi nhà đó. Đang ở Việt Chi nhà là đúng cái lúc bố mẹ được giấy phỏng vấn đi Mỹ. Thì em không biết là do Thiên Liên sắp đặt hay là do em xui em để cho bố mẹ em khi mà qua Mỹ được ở Cali thăm dì em trước. Xong rồi cho lên Oregon thăm bác của em. Cái rồi em thấy là em sắp đặt hết là Florida nắng ấm rồi y như Việt Nam, hai ông bà qua đây retire rồi còn gì nữa, 60 rồi làm gì. Thì đó trồng cái nhà ở vườn sau trồng cây ăn trái cho thoải mái luôn. Mà nhà Florida là rẻ nha. Rẻ, sắp xếp xong hết rồi. Bố mẹ qua từng người buồn, không có gì làm hết ở trong nhà như ở tù. Đó thì đúng rồi, mới qua chưa biết tiếng, không có biết không lái xe thì phải ở tù thời gian đi. Không chịu, từng người ở Cali á, bạn bố bạn mẹ qua đi làm điện sướng lắm. Dì cứ gọi qua, dì nói về đây đi, nhiều người Việt lắm rồi. Thổ lỗ tai suốt ngày, chứ mệt quá. Ok, move. Mà mỗi lần move ở bên đây á, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, chị biết mà. Trời ơi, nghe đang tưởng tượng đó nè, đồ đạc là phải, một là thứ nhất là Hưng phải quăng, hai là cho hết là đã mất được một số đồ đạc rồi. Còn chưa kể là xe chẳng lẽ mình mới mua thì lại bán lại thì lỗ, lại mua câu xe qua đây nhìn mắt. Trời ơi, mỗi lần cái xe mà nó đi qua một tiểu bang khác là cả một số tiền. Nhưng mà hơn là lúc mà em ở Seattle em có coi rồi, là phàm mà người Mỹ thì là trong đời thường là mua phim 11 lần. Cho nên là Hưng mới có 4-5 lần cho nên chưa sao. Và trong đầu sẽ nghĩ là sẽ còn nữa, yên tâm. Ê, đảm bảo nha. Nga hứa chắc một lần là nếu mà Hưng mà về tới Cali này rồi á là Hưng sẽ không còn muốn đi đâu nữa. Chị Nga nói đúng rồi đó, cho nên là em quyết định là đầu tư phòng thu nên giống như là cấm cái neo rồi, bây giờ chắc không đi đâu nữa đâu. Thì giống như mình nói, nếu mà trời thương có cơ hội thì mua một cái căn nhà nhỏ nhỏ bên Florida, là lâu kéo cả nhà qua bển vacation rồi đi về. Đón bố mẹ qua là để phụng dưỡng. Mà ngồi ở nhà buồn bã vậy, chán nản vậy, mình làm đâu vui vẻ gì. Với lại em lúc đó cũng độc thân, đi thì đi. Muốn đi đâu đi đó. Đi. Cái mỗi lần đi như vậy là mất vài chục. Nhiều, nghe biết, nghe nhìn là nghe biết. Mình để dành đâu có được nhiều như ở Việt Nam tiền làm. Mình qua đây. Ở đây làm bao nhiêu tiền vậy chứ chi trả cái hết sạch à. Cuối năm là nhẵn túi hết. Thì cuối cùng là được về đây, nhà này. Mà đúng là ông trời hay thiệt nha. Hồi xưa nghệ sĩ của mình chỉ biết mở mắt ra là hát, em từ nhỏ lớn là chỉ có nhạc thôi. Làm âm thanh trước rồi đi hát. Mình có biết cái gì kinh doanh đâu. Đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên tới cái lúc cần phải làm á thì bắt đầu vì mình có nghề nhạc cho nên mình lên eBay, mình đi mua lại những cái dụng cụ về nhạc. Mua của người cần bán cho người cần mua. Có tiền. Thế là tự nhiên cái chuyện đó nó smooth. Trở thành cái nghề tay trái, không cần làm gì hết, cứ ngồi nhà thôi. Ngồi trên online. Ok, mua đi bán lại. Cần pick up thì cần, không cần pick up thì ship về tới nhà, xong mình chạy ra bưu điện mình ship cho người ta, thế là mình đang cầm sừng. Thì từ đó tự nhiên cuộc sống nó cũng thoải mái, không có phải cực. Nãy giờ Nga đi hết cái nhà của Hưng á, thì Nga thấy ở đây là một cái nơi là sẽ là một cái nơi an cư lạc nghiệp của Hưng.
Tại vì nhất là Nga vô cái phòng thu á, tự nhiên Nga thấy một cái gì đó nó năng lượng. Rồi. Nó cảm thấy mình rất là thích. Lúc đầu em nghĩ gì nè, Thí Nga có cuộc thi, Aiza có cuộc thi, nhưng mà mỗi cuộc thi xong chỉ chọn có một người. Rồi những cái em rớt nó sẽ làm gì? Rồi những cái nào đam mê của tụi nó sẽ đi về đâu? Khi bầu số không kêu là nó chắc chắn là ngày mai sẽ phải đi làm nail, đi làm công việc riêng. Rồi cuối tuần không có chỗ hát thì làm gì? Mình phải làm gì đó cho tụi nó để nuôi dưỡng cái đam mê lại, chứ không thôi tụi nó chắc chắn sẽ bỏ. Thực sự ra Nga nói thẳng là ở Mỹ này nè, Nga đi nhiều nơi Nga biết có nhiều bạn hát hay lắm, nhưng mà họ không có cái cơ hội để mà tỏa sáng. Thứ nhất là ở đây cái công việc kiếm tiền nó quan trọng quá. Nếu người ta không kiếm tiền thì người ta sẽ chết. Tại vì ai cũng phải tự lập hết, cũng không ai cho hết. Nên thực sự Hưng làm cái này nó thấy rất là hợp lý, mà nó hợp với cái nghề của mình. Với lại tự nhiên được làm cái gì mình thích, trời nó đã lắm chị ơi. Đúng rồi, dồn hết tâm trí, tiền bạc mình có được cũng dồn luôn, không sao cả, biển sao. Mặc dù là kiếm không nhiều tiền nhưng mà cảm thấy vui và tụi em mời qua nhà anh tập rồi làm đồ về vui vẻ là ok. Cái đó nó quý hơn nhiều, tại vì cuộc sống này quan trọng nhất là khoảnh khắc thôi. Khoảnh khắc mình có được cái niềm hạnh phúc đó khó lắm. Chết rồi đâu có đem theo được cái gì, cho nên là với lại mình đã từng mất nhiều rồi, mất nhiều lần nữa, cho nên là ơi quen rồi. Em làm mấy cái này ra thực ra là từ đầu xuất phát là cũng có một phần vì em nữa, phần chính là vì tụi nhỏ thật, nhưng mà vì em nữa. Xong rồi em cứ hỏi bản thân rồi, Hương nói Hương mê hát, ok, về Việt Nam hát là thứ nhất đúng không, nhưng mà về Việt Nam hát để làm gì? Là vì danh vọng, là vì có nhiều fan và nhiều tiền hơn thôi. Còn nếu thực sự là mê hát thì ở đây với bố mẹ chỉ cần được hát, được thỏa mãn sự hát là đủ. Thì đó em quyết định ok, không nghĩ tới Việt Nam chứ, đáng lẽ em giờ Việt Nam nữa rồi đó, để bố mẹ ở đây luôn đó. Bố mẹ sắp có tịch đó, bố mẹ chuẩn bị tự lo thân được rồi, con không cần phải bao lo cho bố mẹ nữa, con giọt. Xong rồi đó, chắc ông trời sắp đặt nó không, ở đây với bố mẹ đi con, đừng có đi đâu nữa. Cái là ào xuống cho một cái lệnh làm phòng thâu, cứ tự nhiên làm phòng thâu trong đầu bùm 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 là thế. Là bố mẹ kêu làm phòng thâu hay là không, tự trong mình, đầu tự nhiên đoạn. Làm phòng thâu đó. Tự nhiên mình nghĩ trong đầu vậy đó, cái là đi làm. Tại vì làm phòng thâu ở bên này á, cái thị trường ít lắm, ca sĩ thì ít mà phòng thâu thì nhiều. Nhiều, rất là nhiều phòng thu nha, nghe nói ở đây phòng thu rất là nhiều. Nhưng mà làm một cái phòng thu như vậy nó mất bao nhiêu lâu thì mới hoàn thành? Em làm hơn 3 tháng là mình làm theo cái budget, cái gói ghém của mình thôi. Chứ còn chứ con nói bài biện là đi nhiều. Theo mà của như Mỹ, tại vì bây giờ sách vở có, YouTube có, coi người Mỹ làm sợ luôn, chịu không nổi. Tiền xây không mấy triệu rồi. Mà thật ra nghe thấy đàn ông mà qua Mỹ thời gian ai cũng giỏi biết không? Cái gì cũng làm được á. Kể cả xây, rồi dựng, rồi thiết kế cái gì là từ mày mò cái vô Home Depot mua đồ. Dạ đúng rồi đó. Trời, cứ mỗi lần đi Home Depot cái trời, mình đàn ông quá. hồi xưa là công tử, con cân của mẹ mà. Cầm cây chổi của mẹ cũng đâu cho cầm đâu. Chứ đừng có nói mà có ốc vít, rồi khoan, rồi no way. Bây giờ là biết hết, biết lái xe chất chở đi. Biết luôn. Nãy giờ trò chuyện với Khánh Hưng rất là nhiều chuyện thú vị, nhưng mà một cái điều mà Nga đang cảm thấy là nó thiếu trong cái chương trình này là biết gì không? Là Phạm Khánh Hưng lâu quá rồi đã rời xa Việt Nam, thì hôm nay có thể hát lại một cái bài hát nào mà Phạm Khánh Hưng yêu thích. Nhớ Việt Nam muốn chết. Tại vì đi lâu rồi mà cũng có về Việt Nam, nhưng mà vì lần nào về cũng có một hai tuần chị không có set up để mà ca đâu. Tại vì tính thân thì chị thấy là đó, ở thì ngăn nắp, công việc cũng vậy, cũng muốn là làm thì phải làm cho nó thiệt là đã, chứ đừng có về hát một hai show xong nhảy đi làm cho khán giả thì cũng bị thục thò, nó quải lắm. Đúng rồi, về thì phải làm show mà mình cũng không đã nữa. Nhưng mà Hưng cảm nhận á, ở Việt Nam với mình ở Mỹ, thì ở Việt Nam thì sẽ có một Phạm Khánh Hưng của ngày hôm nay ra sao? Nếu mà Phạm Khánh Hưng ở Việt Nam sẽ nói nhanh hơn, hoạt bát hơn, Phạm Khánh Hưng ở Mỹ thì trầm lặng hơn, điềm tĩnh hơn. Là vì cuộc sống ở đây, ai qua đây rồi cũng sẽ thấy là mình sẽ sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Đó là cái tính cách thôi. Còn về cái con người của mình á, thì mình có nhiều thay đổi chứ, nghe thấy quá trời thay đổi. Nếu mà Phạm Khánh Hưng vẫn ở Việt Nam là theo với cái tốc độ đó đó, quậy banh nhà lòng luôn. Đúng rồi đó, thì là sẽ rất là quậy, là vì năm đó là hơn 23 tuổi, ngông nghênh, nổi tiếng sớm, nhiều tiền, thiếu kinh nghiệm sống nữa. Cái đó mới là quan trọng. Ngã mạng. Thực
ra lúc trước bạn gái hơn cũ á, cái người mà em biết cái bạn người đã đi vì đâu á, cưới Việt Kiều bỏ em. Thì lúc đó em hận Việt Kiều lắm, trời ơi. Ghét lắm hả? Cái nghe tới Việt Kiều là bực, nhưng mà phải cuối nghĩ đúng. Cuối cùng là mình là cũng lấy Việt Kiều luôn đó. Mình thành Việt Kiều. Cuối cùng là mình thành Việt Kiều. Đó. À vậy là mình ghét của nào chơi chơi. Chơi của đó đó. Đó. Nói chuyện với Phạm Khánh Hưng thì không ngờ là Phạm Khánh Hưng chia sẻ quá nhiều cái câu chuyện quá hay. Và xúc động có, vui có, thăng trầm có, và có những cái khoảng mà làm cho Nga hết hồn luôn. Và Nga thật sự là Nga rất là ngưỡng mộ những cái gì mà Hưng đã trải qua, mà Hưng vẫn trưởng thành những ngày hôm nay, và Hưng không gục ngã. Đó là một cái điều mà Nga rất là khâm phục. Cảm ơn. Thank you chị, thank you.